tiên phong nó có cái lợi thế của cái chuyện một mình một đường thế nhưng mà bên cạnh đó là gì cái khó khăn là cơ chế chính sách nó chưa rõ ràng và chính vì vậy cái góc nhìn của cơ quan chức năng đối với những cái doanh nghiệp công nghệ số với những cái sản phẩm số trong đó uh, những cái mới ví dụ như là về mô hình vốn mô hình phát triển thị trường khách hàng ví dụ chỉ cần áp dụng một chút affiliate thôi thì có thể cũng rất là khó để mà đưa ra cấp phép đối với cơ quan chức năng của cơ quan chức năng đối với những sản phẩm như vậy thì đấy cũng là những cái rủi ro đối với những doanh nghiệp công nghệ số hoặc khi mà một sản phẩm nó liên quan đến cơ sở dữ liệu thì lúc đó nó lại nó lại đi theo cái luật về cơ sở dữ liệu, về bảo mật thông tin, về người dùng và rất nhiều những cái yếu tố có thể là rất khó có thể là để mà được cái nhìn mà nó rõ ràng một cái cái nhìn ủng hộ đầy đủ. Còn bây giờ mà doanh nghiệp mà không dựa trên cơ sở dữ liệu không dựa trên cái nguồn lực về tài chính hay những cái cách thức phát triển thị trường mới thì có nghĩa là sản phẩm không có gì tính mới và nếu không tính mới thì không thể có thể gọi là ý tưởng mới được không thể nói là về đổi mới sáng tạo được như vậy thì chính vì vậy thì đấy nó cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định nhưng mà dù sao thì trong cái khó khăn thì cũng sẽ đem lại những cái lợi thế ý, cho doanh nghiệp bởi trên thế giới thì những cái mô hình tương tự nó cũng chưa có mà chưa có thì nó lại đem lại cho mình là một cái con đường rộng mở mà chưa ai khai phá khi không ai khai phá mà mình khai phá là mình ăn nhưng trên con đường đó thì phía đằng trước nó đầy là sỏi đá <laughs> thì mình lại phải là làm con đường vì đường là đường mới mà thế cho nên là một mình một đường có một cái thuận lợi như thế nhưng cũng có một cái khó khăn và chắc chắn là rất cần cái sự ủng hộ của cơ quan chức năng rõ hơn đối với những doanh nghiệp công nghệ số như Mayland thì lúc đấy những cái doanh nghiệp của Việt Nam mới thực sự vươn tầm ra thế giới được. Tại vì ở ngay sân nhà mà mình còn không làm được, không thể ngóc ra thế giới mà không ngóc ra thế giới thì có nghĩa không có tiền từ thị trường quốc tế về Việt Nam. Đấy. Thì đất nước thì nó sẽ bị hạn chế về dòng tiền về nguồn vốn bởi nguồn lực ngoài kia mới lớn và vấn đề ngoài kia cần giải quyết nó lớn hơn rất nhiều so với của một cái quốc gia nhỏ như Việt Nam với 100 triệu dân, ngoài kia hàng tỷ dân cơ mà. Đấy, và sát sườn đây ví dụ như những quốc gia như Trung Quốc chẳng hạn hay khu vực Đông Nam Á cũng đã số lượng dân cũng rất là lớn rồi. Mây CRM thì có một quá trình nghiên cứu suốt gần chục năm dựa trên cái nhu cầu của những đối tượng tham gia trong lĩnh vực phát triển bất động sản và giao dịch bất động sản trong đó chủ yếu là xác lập cái mối quan hệ rõ ràng hơn giữa những nhà môi giới với nhau và giữa những nhà môi giới đối với khách hàng của họ đó chính là một công cụ để giúp cho nhà môi giới giảm được chi phí giảm được công sức và tăng được cái hiệu quả giao dịch trong cái lĩnh vực uh, bất động sản trong cái việc mà tư vấn đối với khách hàng và kết nối đối với các nhà môi giới khác nhau để họ cùng nhau chia sẻ thông tin một cách thống nhất đồng bộ hiệu quả để tăng được cái lượng giao dịch có thể một nhà môi giới có thể tăng gấp 2 gấp 3 lần cái số lượng giao dịch hàng tháng của họ và người ta sẽ đạt được những mức thu nhập cao gấp 2 gấp 3 lần và đây chính là cách để mà thị trường tăng được tính thanh khoản hiệu quả hơn điểm nhấn thì đây là tính mới có những sản phẩm tương tự liên quan đến chăm sóc khách hàng hay là quản lý về nguồn hàng ở những giai đoạn trước thì nó lại mang theo công nghệ cũ, chưa kể những cái sản phẩm đấy không thực sự thấu hiểu cái thị trường và khách hàng và với của cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì có những cái công nghệ nó giúp cho khách hàng có được những trải nghiệm tốt hơn thông qua cái chuyện hiểu nghiệp vụ, hiểu nhu cầu của khách hàng thì làm cho cái sản phẩm nó đơn giản, nó dễ dùng hơn, nó có thể phục vụ một chuỗi rất nhiều cái đối tượng cùng tham gia ví dụ các nhà môi giới với nhau giữa nhà môi giới và sàn giao dịch bất động sản và kết nối trực tiếp đối, tới kho hàng của chủ đầu tư đây là một chuỗi liên thông liên tiếp và có sự uh, uh, phối hợp rất là rõ ràng trong đó thì uh, còn có sự tham gia của trực tiếp của các khách hàng tham gia vào cái chuỗi này có nghĩa là khách hàng sẽ tham gia làm việc trực tiếp được với chủ đầu tư khách hàng cũng thể tham gia trực tiếp đối với sàn và khách hàng cũng có thể tham gia đối với các nhà môi giới hoặc họ có thể tương tác với nhau để họ có được thêm nhiều cái thông tin hữu ích để đưa ra những quyết định đúng đắn hơn về việc có giao dịch một bất động sản nào đó và bất động sản đó có phải là tối ưu có lợi có hiệu quả nhất cho họ không và các thành phần tham gia cũng giảm được chi phí rất nhiều trong cái quá trình giao dịch để sau đó họ có được cái lợi nhuận cao hơn mà giúp cho thị trường chắc chắn sẽ ổn định hiệu quả hơn rất nhiều mặc dù chỉ là một cái cim và trên thế giới những cim tương tự người ta đã đầu tư đến hàng tỷ đô nhưng cim ở giai đoạn này thì cái nhu cầu về trải nghiệm nó cần phải đơn giản hiệu quả hơn rất nhiều của cim trong những giai đoạn trước có nghĩa là những sản phẩm mà ở giai đoạn trước nó sẽ mang cái tính về phần mềm nhiều hơn còn ngày nay với thời đại công nghệ số nó đòi hỏi cái tính trải nghiệm nhiều hơn, mặc dù cũng là giải quyết bài toán đó, nhưng mà nền tảng mây Cm của uh, Mayland là có được những cái trải nghiệm tối ưu hơn dựa trên chuyện là xử lý dữ liệu lớn và có sự tham gia của tất cả các đối tượng trong cái chuỗi phát triển bất động sản. CRM thì hiện tại thì mới ra đời được khoảng 2 năm và thực sự nếu nói về các sản phẩm của Mayland thì gần như vẫn chưa thực sự được đầu tư về truyền thông marketing hiệu quả bởi hiện tại các sản phẩm hầu hết đưa ra để gì? Để khách hàng dùng thử, đưa ra để gì? Để khách hàng có những cái phản hồi và trong quá trình này thì công ty tiếp tục uh, cải tiến cái sản phẩm liên tục. Đấy và trong thời gian tới khi sản phẩm tương đối hoàn thiện rồi và chúng tôi sẽ thay đổi những cái version tiếp theo để làm sao để tối ưu hóa được cái trải nghiệm để làm sao hiệu quả hơn, đơn giản hơn nữa mà giải quyết dứt điểm tương tận hơn nữa cái vấn đề những cái vấn đề trong cái quá trình giao dịch bất động sản và và phát triển bất động sản này thì chắc chắn là trong thời gian tới thì cái sản phẩm nó sẽ có được những cái sự đánh giá tốt hơn nữa. Còn khi mà sản phẩm đưa ra đến thời điểm này cái sự phản hồi khách hàng về cơ bản là rất tích cực. Gần như không có những cái sản phẩm tiêu cực. Đương nhiên một sản phẩm không thể hoàn hảo. Nhưng trong cái quá trình 2 năm vừa rồi thì sản phẩm đã trở lên hoàn hảo hơn. Và không chỉ đối với Mayland mà những cái nền tảng khác trên thế giới. Ví dụ như uh, Uber, Grab. Người ta đầu tư đến cả chục tỷ đô đến ngày hôm nay rồi. Nhưng những cái sản phẩm của họ sau suốt hàng chục năm vừa rồi người ta vẫn tiếp tục cải tiến đến tận thời điểm bây giờ. Và mỗi một sản phẩm khi đưa ra cũng phải sau 3 năm mới đánh giá được cái tính hiệu quả. Đấy mà trong khi CRM của Mayland hay các cái sản phẩm khác thì gần như đưa ra đến đâu được khách hàng tiếp cận đến đấy, chấp nhận đến đấy và đấy cũng phải nói là cái sự hiểu biết thực sự sâu sắc của đội ngũ đối với thị trường bất động sản chính vì thế nó làm giảm thiểu đi những cái chi phí lãng phí bởi nếu đưa ra một cái ý tưởng mà nó không sát với nhu cầu hay cái vấn đề giải quyết nghiệp vụ giải quyết mà không sát với nhu cầu thì sẽ phải cải tiến sản phẩm rất là nhiều. Nhưng mà rất may là Mayland thì đã giải quyết được thấu đáo những vấn đề này. Khi doanh nghiệp đi giải quyết từng cái ngách quá nhỏ hẹp như vậy thì cái thị trường nó quá nhỏ, rất khó để đem lại doanh số. Nhưng nếu mà doanh nghiệp mà chỉ đi tập trung vào một cái ngách như vậy thì doanh nghiệp đấy chắc chắn chết. Trước sau cũng chết tại vì không đủ cái doanh thu từ từ sản phẩm từ cái thị trường ngách đó bởi đầu tư cho sản phẩm công nghệ số là rất lớn rất nhiều mặc dù nỗi đau của cái ngách đó nó nó lại khá lớn nhưng vì cái tệp khách hàng hay cái 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 góc uh, về vấn đề nó lại quá hẹp thì thành ra là doanh nghiệp không đủ để cái thu thu lại về cái lợi nhuận nhưng khi doanh nghiệp làm ra một loạt các sản phẩm và mỗi một sản phẩm lại đánh vào một cái ngách và đôi khi có những cái phân khúc ngách, khách hàng mục tiêu mà lại cùng sử dụng nhiều sản phẩm thì các sản phẩm nó bổ trợ lẫn nhau trở thành một cái hệ sinh thái. Có nghĩa là nhiều sản phẩm cùng phục vụ một khách hàng và một khách hàng lại sử dụng nhiều sản phẩm và khi đó nó tối ưu được cái chi phí về truyền thông marketing, tối ưu được về vận hành, tối ưu về đầu tư phát triển sản phẩm và đấy chính là cơ sở để doanh nghiệp lại có khả năng thu hồi được cái cái vốn đầu tư ban đầu để có được những doanh thu lợi nhuận sớm nhất nhưng cái rất là khó khi mà đi vào các cái ngách hẹp của thị trường ấy là đòi hỏi cái nhà phát triển về công nghệ số phải rất am hiểu cái thị trường này trong đó đặc biệt am hiểu về chuyên môn nghiệp vụ kiến thức và những cái kỹ năng chuyên sâu trong từng cái tệp khách hàng trong cái chuỗi phát triển liên quan trong cái lĩnh vực mà nhà phát triển áp dụng ví dụ đây là đối với lĩnh vực bất động sản thì phải am hiểu nhu cầu về các cái sàn giao dịch bất động sản như thế nào chủ đầu tư như thế nào các nhà môi giới thế nào những người tham gia vào quá trình giao dịch như mua bán thuê cho thuê hay các nhà đầu tư hay những cái công ty thẩm định giá hay nhu cầu của những đơn vị ngân hàng đều là những cái thành phần quan trọng trong cái quá trình phát triển của lĩnh vực bất động sản này Mayland đang lựa chọn cái phương thức này ngay từ khi mới bắt đầu sinh ra với cái ý tưởng về hệ sinh thái công nghệ bất động sản Mayland thì công ty đã đưa ra 26 sản phẩm, nhưng thực sự trong quá trình phát triển thì Mayland đã nhìn ra còn thêm rất nhiều những cái ngách nhỏ cần phải giải quyết trước khi đi đến những cái ngách lớn hơn của 26 sản phẩm đó trên cái tiến trình hướng tới trở thành một doanh nghiệp Tài chính, công nghệ cho lĩnh vực bất động sản Thì trong cái quá trình như vậy thì Mayland phải giải quyết rất nhiều cái vấn đề Và hiện tại thì ngay như năm nay là Mayland có thể đưa ra hàng chục cái sản phẩm Mà không nằm trong cái 26 sản phẩm trong hệ sinh thái Hoặc có những sản phẩm thì nằm trong đó nhưng lại đang đi vào cái ngách hẹp hơn Cho nên còn phải đặt ra những cái tên riêng, những cái tên mà nó phù hợp hơn với cái ngách đó